Tại dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt rượu bia theo lộ trình 2026-2030 với mức thuế lên đến 100%. Bộ Tài chính cho biết rượu bia dù đã được tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình 2016-2018 nhưng sức tiêu thụ rượu bia của người Việt Nam vẫn tăng. Bên cạnh đó, thuế và giá rượu bia ở Việt Nam còn ở mức thấp, mới chỉ chiếm khoảng 30% giá bán lẻ, trong khi nhiều nước tỷ trọng thuế rượu bia chiếm từ 40 đến 85% giá bán lẻ. Theo đó, cần tiếp tục điều chỉnh, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp tính thuế tỷ lệ phần trăm đối với rượu bia để tăng giá bán ít nhất 10% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Cụ thể, với rượu từ 20 độ trở lên và bia từ năm 2026, thuế suất tiêu thụ đặc biệt là 80%, sau đó tăng dần và từ năm 2030 là 100%.